Chào bạn, tôi là Dương Văn Đức, là người quản lý sản phẩm trang siêu thị trực tuyến Kuraishop24h.com. Trong video trước thì Văn Đức có chia sẻ tới bạn những công dụng cũng như là cách thức sử dụng của sản phẩm cao linh chi đông trùng hạ thảo Hàn Quốc. Và thời gian gần đây thì có rất nhiều khách hàng hỏi Văn Đức, đó là trên thị trường bây giờ có rất nhiều nơi phân phối sản phẩm này và cũng không biết đâu là sản phẩm chính hãng, đâu là sản phẩm không chính hãng. Vậy thì có cách nào để chúng ta có thể phân biệt cũng như lựa chọn được sản phẩm chính hãng để giúp nâng cao sức khỏe của mình cũng như chính gia đình mình hay không? Thì trong video ngày hôm nay, Văn Đức sẽ chia sẻ với bạn những cách thức để chúng ta có thể phân biệt cũng như lựa chọn được sản phẩm chính hãng. Đầu tiên, đó là chúng ta cần phải mua hàng ở những nơi uy tín, có địa chỉ rõ ràng và có cam kết về nguồn gốc cũng như chất lượng của sản phẩm. Tiếp theo nữa thì chúng ta hãy cùng để ý những đặc điểm sau trên sản phẩm. Đây là sản phẩm cao linh chi đông trùng hạ thảo của chúng ta. Khi cầm sản phẩm cao linh chi đông trùng hạ thảo trên tay thì các bạn chú ý những đặc điểm sau để chúng ta có thể lựa chọn được sản phẩm chính hãng. Thứ nhất, đó là sản phẩm chính hãng thì đóng gói rất là chắc chắn. Những hình ảnh cũng như là những chữ ở trên này rất là sắc nét, rõ ràng. Và ở bên hai đầu của sản phẩm có tem niêm phong của nhà sản xuất. Ở mặt trước sản phẩm thì có lá cờ của Hàn Quốc. Góc bên phải có logo của Samsung, tức là Samsung bảo trợ cho sản phẩm này. Bên dưới phía trái thì có mã QR code để chúng ta có thể quét mã vạch để kiểm tra thông tin về sản phẩm. Ở bên phải thì là quy cách đóng gói của sản phẩm. Sản phẩm này gồm 5 lọ, mỗi lọ 50g. Về mặt sau của sản phẩm thì sẽ có đầy đủ các thông tin về sản phẩm cũng như là các thành phần có trong sản phẩm. Có ngày sản xuất và hạn sử dụng. Đằng sau thì cũng có một mã vạch để chúng ta có thể kiểm tra thông tin về sản phẩm. Bên cạnh mã vạch sẽ là một tem của nhà sản xuất. Sau đây thì tôi sẽ bóc sản phẩm ra để chúng ta cùng xem bên trong sản phẩm chính hãng như thế nào. Và đây là bên trong sản phẩm của chúng ta. Thì bạn có thể thấy là bên trong gồm sẽ có 5 cái hộp nhỏ. Và trong cái hộp này, và trong hộp này thì sẽ chứa một cái thìa nhựa để chúng ta có thể đong sản phẩm khi sử dụng. Đối với sản phẩm chính hãng thì những hộp nhỏ này cũng được sản xuất rất là chắc chắn. Những hình ảnh, thông tin cũng như là những chữ trên này rất là sắc nét. Đồng thời kèm theo đó là cũng có tem của nhà sản xuất. Còn cách thức sử dụng của sản phẩm này, đó là mỗi ngày chúng ta sẽ uống từ 2 đến 3 lần. Mỗi lần chúng ta sẽ dùng một thìa nhỏ này, pha với nước ấm và uống trước khi ăn 20 phút. Chúng ta chú ý đó là không dùng cho trẻ em dưới 10 tuổi. Vậy là Văn Đức vừa chia sẻ với bạn những cách thức phân biệt cũng như lựa chọn sản phẩm cao linh chi đông trùng hạ thảo chính hãng để có thể cải thiện sức khỏe của bạn cũng như chính gia đình bạn. Với tiêu chí của chúng tôi, chất lượng là uy tín, nên khi bạn nhận hàng từ Kuraishop 24 giờ, bạn có thể yêu cầu kiểm tra hàng trước khi trả tiền. Đồng thời, nếu bạn phát hiện ra sản phẩm của chúng tôi là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì bạn có thể yêu cầu hoàn trả lại hàng và chúng tôi sẽ hoàn lại 100% tiền cho bạn. Đồng thời, chúng tôi còn có chương trình đổi trả hàng trong vòng 7 ngày để bạn có thể yên tâm hơn về chất lượng sản phẩm cũng như yên tâm hơn trong quá trình sử dụng sản phẩm. Để biết thêm thông tin hoặc đặt mua sản phẩm cao linh chi đông trùng hạ thảo Hàn Quốc, mời bạn truy cập trang web kuraishop24h.com theo đường link để dưới phần mô tả của video. Bạn cũng có thể chat Zalo hoặc gọi điện theo số điện thoại 0976148590 để được hỗ trợ và tư vấn mua hàng trực tiếp. Cảm ơn bạn đã xem video của chúng tôi. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.